Trong phiên tòa chiều 17 tháng 3, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á DAB 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đó, bị cáo Bình từng hầu tòa 3 vụ án và lãnh hình phạt chung thân. Với mức án 20 năm tù trong vụ sai phạm lần này, bị cáo Bình tiếp tục lãnh án chung thân. Đối với bị cáo Trần Văn Bình, Trần Văn Bình 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh này, bị cáo Phùng Ngọc Khánh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần MNC, bị tuyên phạt 19 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Khánh phải bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Theo tòa, đáng lẽ các bị cáo phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra. Song trong vụ án này, bị cáo Khánh là người chiếm hưởng toàn bộ số tiền vay để trả nợ và sử dụng cá nhân, nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Tòa tuyên, bị cáo Bình phải hoàn trả 51 tỷ đồng cho bị cáo Khánh để cấn trừ vào nghĩa vụ bồi thường. Quá trình xét hỏi xác định, khoản tiền này có nguồn gốc là tiền của DAB giải ngân, nhưng ông Khánh dùng để trả nợ cá nhân cho ông Bình. Theo cáo trạng, giai đoạn 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình là tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á. Cuối năm 2012, ông Bình biết rõ nhóm công ty MNC không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB, nhưng vẫn ký quyết định cho nhóm công ty này vay 1.680 tỷ đồng. Ông Trần Phương Bình thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB. Ngoài ra, ông Bình chỉ đạo các đồng phạm khác không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm MNC vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo đúng mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của MNC.